Lây của ai? Ngày nay, cùng với sự tăng mạnh của nhu cầu khám chữa bệnh, dịch vụ tư vấn khám bệnh qua điện thoại đang ngày càng đỡ rộ. Alo, bác sĩ John, tôi là Lukasek, số 128 đường Pablo. Hình như con trai tôi bị sốt phát ban. Ồ, anh Jack đó à? Hồi chiều tôi gặp cháu đi với mẹ thấy vẫn bình thường mà. Dần, nhưng khi vừa về đến nhà, cháu nổi mẩn khắp người đỏ ửng, lại sốt cao, mắt mũi lờ đờ mệt mỏi. Vậy thì có thể cháu bị sốt phát ban thật rồi. Anh cứ bình tĩnh. Với bệnh sốt phát ban, trước tiên phải cách ly thằng bé để hạn chế tối đa lây nhiễm. Tôi sẽ đến khám cho cháu ngay. Hả? Cách ly sao? Nhưng không may cô giúp việc nhà tôi đã hôn lên má nó. Thế thì không được rồi. Chúng ta sẽ phải cách ly chị ta. Khổ nổi, nhưng chính tôi cũng đã tróc hôn cô ấy rồi. Thế có nghĩa là ông có thể mắc bệnh mất rồi. Vâng. Và từ lúc đó đến giờ tôi đã hôn vợ tôi. Sao? Vợ anh hả? Trời ơi, thế thì mình cũng lây bệnh mất rồi. Thời gian gần đây, tình trạng chung cư ế ẩm, không có người mua đang là vấn đề đáng lo ngại với những chủ đầu tư công trình. Xin phép được hỏi, từ đầu năm đến nay, dự án chung cư mới nhất của các ngài đã bán được bao nhiêu căn rồi ạ? Theo dự kiến là 1.000, nhưng hiện tại là 1, số còn lại vẫn đang nằm đắp chiếu. Hả? Chỉ 1 thôi sao? Vậy các ngài đã có biện pháp gì để khắc phục tình trạng nói trên chưa? Chúng tôi cũng đang căng óc ra để nghĩ, nhưng mà rất tiếc, chưa có giải pháp nào hết. À, phải rồi, trong cái rủi vẫn có cái may. Hả? Thật sao? May ở chỗ nào? Cậu nói đi. Với tình trạng này á thì rất có thể chúng ta sẽ lập kỷ lục thế giới về chiếc chiếu khủng nhất bởi cả một loạt chung cư nằm đắp chiếu cơ mà. Phải không? Trời ơi! Vừa qua, hãng dụng cụ nhà bếp Giao Gia đã tuyển một đội ngũ tiếp thị hùng hậu với những kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Phải tiếp cận bằng được những bà nội trợ bằng mọi giá, tất cả rõ chưa? Rõ! Chào cô, tôi có thể giúp gì không? Dạ, xin chào ông, tôi xin tự giới thiệu, tôi là nhân viên tiếp thị của hãng dụng cụ làm bếp Giao Gia. Tôi có thể giới thiệu một số sản phẩm mới ra mắt của hãng được chứ ạ? À? Rất tiếc, tôi không quan tâm đến dụng cụ làm bếp đâu. Ồ, thế thì tôi có thể gặp bà nhà được không ạ? À? Không được, bà ấy không có ở nhà. Không sao, tôi có thể chờ được ạ. À? Tùy thôi, nhưng tôi cũng cần phải đi ngủ và không muốn có khách ở trong nhà đâu. Không sao, tôi có thể đứng chờ ngoài này ạ. À? Được thôi, nếu cô muốn thế. Dạ, bà nhà đi lâu quá, đã hơn 3 tiếng rồi. Xin lỗi, ông có thể cho biết là bà nhà bây giờ ở đâu không ạ? À? Bà ấy đang ở ngoài Nghĩa Trang kia kìa. Thế ông có biết là bao giờ bà ấy về không ạ? À? Tôi cũng không biết. Bà ấy đã ở ngoài đó 11 năm rồi. Vừa qua, tỷ phú mới nổi Bình Văn Tính đã thực hiện chuyến thám hiểm hang ổ Đông Đông sau 5 năm đắn đo suy nghĩ. Ô kìa, cẩn thận chứ, xước mất chiếc đồng hồ bọc vàng đính kim cương của tôi thì làm sao tôi biết thời gian được. Ôi, ô hai cái lũ này cứ nhầm cái đồng hồ của người ta mà va vào là sao? Thưa các bạn, đây là điểm dừng chân đầu tiên, thác nước mơ mộng. Ô, tuyệt quá. Ồ, thật tuyệt. Chúng ta vào tới đây đúng tròn 20 phút. Công nhận, đeo chiếc đồng hồ này giúp tôi thấy thời gian vàng bạc trôi qua thật rõ rệt. Lại ghen tị với chiếc đồng hồ của mình rồi. Vâng, thưa các bạn, trước những kỳ quan vô cùng tuyệt vời của hang động Đông Đông, dường như thời gian cũng trở nên chậm lại. Ồ, ông thấy được sao? Đúng là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy được thời gian đang chậm chậm trôi đấy. Sao ông thấy tài vậy? Ông có cái đồng hồ bọc vàng đính kim cương nào như tôi đâu chứ? Thì á, tôi thấy cái đồng hồ bọc vàng đính kim cương của cậu đang bị cuốn đi rõ mà. À, không, cái đồng hồ của tôi, cái đồng hồ của tôi. 20 giờ
một phút ngày hôm qua, đêm chung kết cuộc thi Chàng Trai Trong Mộng đã chính thức diễn ra tại thành phố Quả Mơ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên sân khấu của chúng ta là 5 ứng viên xuất sắc nhất sẽ tham gia phần thi ứng xử ngày hôm nay. Quang hô, bravo! Vâng, phần thi đầu tiên, xin mời thí sinh mang số báo danh 01 Siêu Thật Sự. Và câu hỏi cho anh Siêu Thật Sự sẽ là một tình huống. Vâng, khi anh đang đi trên một chiếc xe hơi siêu xịn, bỗng tài xế thông báo có một cô gái xin đi nhờ xe. Tưởng gì, tôi sẽ nói tài xế nhanh tay sắp xếp chỗ cho cô ấy cẩn thận và lịch thiệp ngay lập tức. Nhưng chưa hết, còn có một đứa bé đi theo nữa, vậy cho cả hai lên xe chứ ạ. Thế thì tôi e hai mẹ con lại đi trên xe người lạ sợ không tiện, nên để hai mẹ con kiếm xe khác đi nhờ sẽ hơn. Nhưng nếu họ không phải hai mẹ con, đứa bé là cháu của cô ấy, vừa trẻ vừa đẹp hơn cô ấy nhiều thì sao ạ? Chết thật, thế thì phải lịch sự chứ, tôi sẽ đích thân mời cả hai lên xe, kẻo tội nghiệp cháu bé. Vừa qua, xe ôm Vi và Vi Vũ đã trao tặng một chuyến dạo quanh thành phố cho vị khách thứ 1000 của mình. Đi xe của hàng chúng tôi, bác chỉ có thể an tâm trở lên. Toàn xe nhập khẩu đời mới nhất. Đã thế á, mỗi xe ôm còn được trang bị một máy định vị hiện đại nhất quả đất luôn. Thế anh định vị giúp tôi hồ con ốc ở đâu, tôi đang muốn đến đó ngắm cảnh. Tôi nhớ mang máng là rẽ phải, nhưng mà lâu rồi không đến nên không dám chắc. Vâng, bác cứ chờ cháu, để cháu định vị ạ. Hướng này bác ạ, rẽ trái nha. Cậu ơi, cậu định vị có nhầm không mà quay lại đường cũ rồi đây này. Ôi dào ôi, máy định vị của cháu á không bao giờ nhầm đâu ạ. À, đưa cái máy định vị của cậu cho tôi xem nào. Không được đâu bác ạ. Đưa ra mất thiên đi. Đưa tôi xem. Không được đâu ạ. Đưa đây. Không, không đời nào. Một đồng xu à? Vâng ạ. Mỗi lần cần định vị cháu lại gieo đồng xu. Đồng xu này chưa chỉ sai đường bao giờ bác ạ. Sớm nay, trên đường cao tốc ATZ đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Ôi, cái xe đắt tiền của tôi. Chiếc xe mấy tỷ bạc chứ ít gì. Người thì không xót, chỉ xót xe. Anh không thấy em như thế này à. Ôi trời ơi là trời, hỏng, hỏng rồi. Đau ơi là đau ấy, mai về phải đền cho em đấy, tất cả là tại anh đó ngờ. Ôi trời ơi là trời, hỏng, hỏng rồi. Cái đồng hồ kim cương đắt đỏ anh mua cho em cũng bị hỏng rồi. Hôm nay kênh truyền hình Biết Tiếp đã có một cuộc trò chuyện hết sức bổ ích và thú vị với tiến sĩ thời gian học Lê Văn Sĩ. Việc có một đồng hồ là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có đồng hồ bên người. Đố, tôi hay quên dữ lắm. Phải đây, hỏi người khác nhiều thì lại ngại. Cách thứ nhất, cách mà cha ông ta đã áp dụng từ nhiều đời nay, nhìn mặt trời là rõ ngay. Thế nhỡ ban đêm không có mặt trời thì sao? Ban đêm cũng không khó, chỉ cần mở cửa sổ và kêu thật to. Kêu to thì làm sao mà biết được giờ? Được chứ. Này, có biết giờ là 3 giờ sáng không? Hò hét thế thì ai ngủ được hả? Thấy không? Dễ kinh khủng. Thời gian gần đây, rất nhiều phòng khám đa khoa rơi vào tình trạng ế khách vô cùng nghiêm trọng. Sao lại không có khách thế nhỉ? Con chào bố, con đi học về rồi ạ. Ừ, về rồi à con. Bố, hôm nay phòng khám nhà mình có khách nào tới không?
Chẳng có ai con ơi. Thế hôm nay ở trường có được điểm cao không? Dạ, con được 9 điểm kiểm tra miệng môn toán. Sao, kiểm tra cái gì cơ? Dạ, kiểm tra miệng ạ. Ngày nào bọn con cũng bị kiểm tra miệng mà. Ôi trời ơi, ngày nào cũng kiểm tra miệng, bảo sao chả có ma nào thèm đi khám răng chỗ của tôi nữa. Trời ơi là trời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.